Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Tuổi Luân Hóa. Đẻ con gái cho nó nhàn, đó là câu của các cụ khi một sản phụ vừa mới hạ sinh một bé gái. Thường thì người Á Đông vẫn rất coi trọng con trai để nối dõi tông đường. Do đó nếu gia đình nào mãi không có được cậu ấm sứt vòi, họ thường tặc lưỡi bảo nhau một cách an ủi rằng con gái thì được cái không nghịch ngợm, biết nghe lời. Nhưng sau khi theo dõi video này, chúng tôi tin chắc quý vị hết dám nghĩ thế luôn. Trong cái tên này làm bạn nhớ đến này. À, có cô ca sĩ Thiều Bảo Trâm sắc nước hương trời. Nhân vật chính trong video cũng tên là Trâm. Hàng xóm láng giềng bảo cô nàng sở hữu tính nết thùy mị nết na, giao diện ưa nhìn khả ái. Ai ai cũng khen là sống biết trước biết sau, có hiếu, có đạo đức. Chúng tôi cũng háo hức vào xem thử, thì không biết có phải nhầm người mà hàng xóm mô tả không. Chứ như thế này có khi gọi là Châu chứ có phải Trâm đâu. Nhưng hóa ra là Trâm thật. Và quả con gái này đang khiến gia đình một phen thất điên, bắt đảo. Suýt nữa thì mất toi 5 tỷ để cô ăn chơi bay nhảy bên mấy thằng bạn rạch rời rơi xuống. Ngày 18 tháng 10, Công an tỉnh Đồng Tháp bắt tạm giam 3 bị can Ngô Thị Bích Trâm, 33 tuổi, ngụ thành phố Cao Lãnh, Trần Minh Trung, 27 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang và Nguyễn Văn Nha, 32 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, trước đây 3 đối tượng từng dàn dựng một vụ bắt cóc giả mà Trâm là nạn nhân. Nhóm này uy hiếp chiếm đoạt của ông Hát, cha của Trâm gần 500 triệu đồng với lý do đưa tiền để chuộc con gái. Thấy ngon ăn, nhóm này bao gồm cả con báo Trâm kia mới lại tiếp tục đào mỏ chính ông bố của mình. Mới đây, để có tiền ăn chơi, Trâm và đồng bọn lại dàn dựng tiếp vụ bắt cóc giả. Chúng dựng màn kịch mà Trâm là nạn nhân bị bắt cóc, yêu cầu ông Hát phải nộp 5 tỷ đồng để chuộc con gái về. Rất tiếc, không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Ông Hát lần này thấy số tiền ngang ngửa một con Mercedes AMG 63, thế nên ông vội vàng đi báo cảnh sát, bởi làm gì có chuyện bắt cóc đâu ra mà nhiều thế. Quả đúng như dự đoán, chẳng có bắt bớ gì cả. Thay vào đó, quả con gái rượu kia cùng với hai thằng bạn trời đánh đã cùng nhau tạo ra một vụ bắt cóc giả. Mục đích là để ông Hát nôn tiền ra cho chúng bay nhảy chơi bời. Lần trước chúng thành công, còn lần này chúng thành tù nhân. Cứ xác định là Tết này hát bài xuân này, có không về trong trại thôi. Sau vụ này, ông bố chắc cũng muốn thắp hương cho con gái vào mùng 1 và 15 hàng tháng rồi. Nhìn dung mạo quyến rũ của Trâm, không ít cán bộ còn tưởng bắt nhầm người. Ẩn sau vẻ ngoài như một gã sát thủ, với hình xăm đầy tay và quả đầu húi cua là một cô gái đích thực. Trong quả giao diện vãi linh hồn này mà dàn dựng bị bắt cóc thì bị lật tẩy cũng phải thôi. Hành vi của các đối tượng là nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác, xâm phạm đến quan hệ sở hữu được pháp luật bảo vệ. Đã có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản được quy định tại Điều 135 Bộ Luật Hình sự sửa đổi bổ sung năm 2009. Theo đó, người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Ngoài những dấu hiệu về chủ thể phải đủ năng lực hành vi, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, thì đối với tội cưỡng đoạt tài sản, mục đích chiếm đoạt là yếu tố bắt buộc trong cấu thành của tội này. Tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 135 Bộ Luật Hình sự có hành vi khách quan đe dọa sẽ dùng vũ lực, là hành vi dọa sẽ gây thiệt hại đến sức khỏe, tính mạng trong tương lai nếu không thỏa mãn yêu cầu chiếm đoạt của người phạm tội. Khác với tội cướp tài sản, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc, thì tội cưỡng đoạt tài sản là đe dọa sẽ dùng vũ lực, tức là dùng vũ lực trong tương lai có khoảng cách về thời gian. Điều này thỏa mãn dấu hiệu phạm tội của tội cưỡng đoạt tài sản. Ở đây, trong vụ việc này, người bị đe dọa uy hiếp tinh thần là ông Hát, còn có điều kiện thời gian để báo cáo với cơ quan có thẩm quyền xử lý trước khi hành vi chiếm đoạt xảy ra. Như vậy, trong vụ việc này, hành vi của các đối tượng đã sử dụng là đe dọa sát hại người thân để buộc nạn nhân phải nộp tiền. Đây là hành vi uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản được quy định trong tội cưỡng đoạt tài sản. Cụ thể, Điều 135 Tội cưỡng đoạt tài sản. 1. Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. A. Có tổ chức. B. Có tính chất chuyên nghiệp. C. Tái phạm nguy hiểm. D. Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng. D. Gây hậu quả nghiêm trọng. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. A. Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. B. Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. A. Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên. B. Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Do vụ việc được phát hiện kịp thời, cơ quan công an đã kịp thời can thiệp, nên trên thực tế các đối tượng chưa chiếm đoạt được số tiền 800 triệu đồng, nên thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Điều 18 Bộ Luật Hình sự quy định, phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được, đến cùng vì những nguyên nhân chủ quan ngoài ý muốn của người phạm tội. Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt. Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên,
để kết luận chính xác có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không. Cần phải căn cứ vào kết luận điều tra, xác minh cuối cùng của các cơ quan chức năng. Đây là vụ việc có tính chất đồng phạm, nên trong trường hợp phải chịu trách nhiệm hình sự, cả ba đối tượng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về cùng một tội với các vai trò tham gia khác nhau. Ví dụ như người chủ mưu, người thực hành. Nuôi con chăm họ, lo con đến 9-10. Bố mẹ nào cũng yêu thương con cái, biểu hiện rõ nhất cho tình cảm của này là phụ huynh luôn lo lắng, muốn chăm sóc con từ tận chân tơ kẻ tóc. Đến một độ tuổi nhất định, trẻ sẽ không còn thoải mái tâm sự với bố mẹ, cũng như không muốn bị can thiệp quá sâu vào đời sống cá nhân. Một mặt, phụ huynh nên hiểu rằng khi đó con đã lớn, muốn có quyền riêng tư, song mặt khác, nếu đứa trẻ có những phản ứng tiêu cực khi được cha mẹ quan tâm, phụ huynh cũng cần lưu ý. Những đứa trẻ thích nói câu này thường không thể hiểu được nỗi vất vả của cha mẹ, không biết cảm thông, sẽ chỉ biết trách cha mẹ không thể cho mình một cuộc sống tốt hơn. Một khi cha mẹ không thể đáp ứng mong muốn, yêu cầu của chúng, chúng sẽ cảm thấy chán chường, bất mãn. Những đứa trẻ như vậy khi lớn lên sẽ không biết trân trọng những khó khăn, vất vả trong cuộc sống của người già, không dành thời gian cho cha mẹ, sẽ chán ghét cha mẹ già nua, ốm yếu. Thay vào đó, chỉ biết moi tiền của cha mẹ và lêu lổng với bạn bè. Chính vì thế, đừng nghĩ có nhiều tiền mà đã hạnh phúc. Có tiền rồi nhìn con cái không biết lo cho cha mẹ, ăn chơi đua đòi thì thằng nghèo còn hơn. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo của Tuyển Văn Hóa.